Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu một nghệ sĩ trẻ vô cùng tài năng và xinh đẹp. Ngoài là một nghệ sĩ thì chị còn là một chiến sĩ đến từ nhà hát chèo quân đội. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Vâng ạ, lời đầu tiên thì cho phép Thùy Linh xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý cũng như là toàn thể quý khán giả yêu chèo một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng ạ, và một lần nữa thì xin được chúc mừng nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh vì vừa qua chị là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất giành được danh hiệu do nhà nước trao tặng nghệ sĩ nhân dân ạ. Có lẽ rằng là với cái danh hiệu này thì Thùy Linh nghĩ rằng ngoài cái sự cố gắng của bản thân ra thì cũng là một trong những cái động lực rất lớn của toàn thể quý khán giả yêu chèo có mặt tại đây cũng như những người đang theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đã động viên cũng như là giúp cho Thùy Linh có rất là nhiều những cái sức mạnh để có những cái sự cố gắng và đặc biệt là có những cái thành công, những cái danh hiệu như ngày hôm nay ạ. Và hôm nay có mặt trong một cái chương trình giao lưu như thế này thì Thùy Linh cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự và hạnh phúc khi mà được từ Hà Nội trở về Thanh Hóa để được mang lời ca tiếng hát của mình để tri ân cũng như là cảm ơn tất cả những cái tấm lòng, những cái sự chia sẻ của tất cả quý khán giả đã dành cho Thùy Linh trong suốt thời gian qua. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh. Vậy thì ngay bây giờ chị thể gửi tặng tất cả quý vị đại biểu quý khách quý ở đây một cái tiết mục chèo được không ạ? Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi, và trong một cái không khí đầm ấm sắc chèo như thế này thì Thùy Linh xin được gửi tới quý vị một làn điệu chèo Phò Phò Cha Tôi. Vâng ạ, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe làn điệu Cha Tôi.
Xin cảm ơn chị ạ.